Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Với những thông tin được cập nhật liên tục, chúng tôi tự tin gửi tới quý vị những video mới nhất liên quan đến sự biến dịch bệnh COVID-19 trên cả nước. Thưa quý vị, với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe người dân, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày mai mùng 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội. Cập nhật tình hình ngày hôm nay, trên nhiều tuyến đường, khu dân cư, con hẻm đã gỡ bỏ chốt chặn, rào chắn, khiến nhiều người dân tỏ ra phấn khởi và vui mừng. Sau 4 tháng giãn cách xã hội, kể từ sau ngày hôm nay 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu mở cửa. Nhiều hoạt động được nới lỏng, các rào chắn cũng đang từng bước được gỡ bỏ. Ngày hôm nay, đã có không ít các con phố, hẻm, khu dân cư của thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên thông thoáng khi nhiều chốt phong tỏa đã được gỡ bỏ. Đây là hình ảnh tại khu Bầu Cát, của Tân Bình. Hàng rào dây kém đã được dỡ bỏ, hầu hết các chốt kiểm soát cũ vắng bóng lực lượng chức năng. Là người đã sinh sống lâu năm tại đây, anh Trầm Lâm vui mừng khi chiếc rào chắn này được gỡ bỏ. Tôi rất vui vì chính quyền đã tháo hết các hàng rào. Tôi tin là người dân khu này ai cũng sẽ thấy vui vẻ thoải mái khi thành phố sẽ mở lại nhiều hoạt động cho doanh nghiệp, người dân cơ sở kinh doanh dịch vụ. Không chỉ riêng quận Tân Bình, nhiều quận huyện khác trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành tháo dỡ một số hàng rào, chốt tại khu vực phường xã. Theo ghi nhận, hầu hết các tuyến đường hẻm vào các khu dân cư tại quận Bình Thạnh, quận 10, các rào chắn bằng sắt, bàn ghế đã bắt đầu được tháo rỡ. Tương tự, nhiều tuyến đường giao cắt với trục đường lớn như Cộng Hòa, Trường Trinh hiện cũng đã được lực lượng chức năng tháo rỡ rào chắn cứng. Do giãn cách xã hội và hạn chế ra ngoài trong thời gian dài, chị Lê Thị Kim Ngân, ngụ tại đường Ngô Gia Tự, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Chị rất phấn khởi khi nhiều tuyến đường trên địa bàn quận 10 được tháo rỡ rào chắn. Nhiều tháng nay, gia đình tôi tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống Covid-19 của Thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả sinh hoạt của gia đình đều bó hẹp trong nhà nên rất cò bó. Giờ đã có thể ra vào khi cần thiết nên tôi cảm thấy thoải mái khó nói nên lời. Mong rằng sắp tới dịch sớm hết để cuộc sống trở về bình thường. Được biết chủ trương của thành phố là đến ngày 30 tháng 9 các chốt phong tỏa ở các khu dân cư trên các tuyến đường, các con hẻm sẽ được tháo dỡ để người dân đủ điều kiện được hoạt động trong tình hình mới. Trước đó từ ngày 28, ngày 29 cũng đã có nhiều địa phương tháo giữa các chốt chặn ghi nhận từ ngày 29 tháng 9 tại một số tuyến đường ở quận 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ghi nhận những hàng rào tự chế từ barrier, thang tre, giàn giáo ở nhiều con hẻm đã được tháo giữa phần nào. Việc đi lại của người dân đã dễ dàng hơn. Khi thấy những hàng rào ở một con hẻm trên đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, quận 3 được tháo rỡ, bà Lâm Thị Tố Trinh, 60 tuổi, sống tại khu vực này cho biết, bà rất vui mừng. Mở ra vậy tôi vui lắm, Rào cứng từ ngày 9 tháng 7 tới chiều hôm qua, 28 tháng 9 mới gỡ. Trước đó không đi đâu được rất bí bách, giờ mở thế này thoải mái lắm, bà Trinh nói. Việc tháo gỡ những điểm chốt trực, rào chắn đã giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đi lại. Đây là những dấu hiệu đầu tiên cho thấy cuộc sống bình thường. Chị Cẩm Thiên, ngụ tại phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, do con hẻm gần nhà trước kia được rào lại bằng rào thép gai, này đã được gỡ bỏ, chị cảm thấy vô cùng vui mừng và thuận tiện. Mấy tháng nay khi có việc cần đi ra ngoài, như đi tiêm vaccine, tôi đều phải đi vòng đường khác. Việc tháo giả chắn này làm cho tinh thần của tôi và người dân xung quanh trở nên phấn chấn thoải mái hơn. Hy vọng sắp tới, thành phố Hồ Chí Minh trở lại bình thường mới, để người dân được ra ngoài, đi học, đi làm việc. Tương tự, với đặc thù công việc là nhân viên giao hàng, anh Nguyễn Phi Luân cũng cảm thấy vô cùng phấn khởi vì không phải mất thêm thời gian hay chi phí do phải đi vòng quanh qua nhiều nơi để giao hàng cho khách. Đơn hàng mỗi ngày thì nhiều, mình phải sát tận tay khách mới an tâm. Trên đường đi giao hàng, cặp đường bị rào chắn, tôi phải đi đường vòng, mất thêm một khoảng thời gian. Thấy lực lượng chức năng tháo rỡ hàng rào chỗ nào là tôi thấy mừng vì công việc của mình sẽ thuận lợi hơn. Tại quận Tân Bình, nhiều con hẻm trước đây bị rào bít bùng bằng dây răng, dàn giáo, thép gai, che chắn kỳ lôi xa vào, thì những ngày gần đây, những chốt này bắt đầu được tháo rỡ. Cụ thể tại đường Tân Kỳ, Tân Quý, quận Tân Bình, chốt chặn tại đây vừa được lực lượng chức năng cho tháo rỡ, kết nối lưu thông liền mạch tuyến đường này sang quận Tân Phú là địa phương thuộc vùng xanh, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, nơi chị Nguyễn Thị Thảo sinh sống, đã tháo các rào chốt từ ngày 27. Với chị, việc tháo gỡ này không chỉ giúp người dân thuận tiện đi lại mà còn cho thấy đường phố trở nên thoáng đáng hơn. Việc tháo rỡ giúp con hẻm nhìn rất thông thoáng. Cũng trong ngày 27, nhiều quận huyện thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lực lượng tháo rỡ hàng trăm rào chắn tại các vùng xanh, chuẩn bị cho giai đoạn bình thường mới sắp tới. Tại hẻm số 17 Út Tịch, công an và dân quân tự vệ phường 4 quận Tân Bình đã đến tháo rỡ rào chắn nhiều người dân trong hẻm rộng 6 mét vỗ tay vui mừng vì sau thời gian dài rào chắn, con hẻm trở nên thông thoáng. Việc tháo rào chắn giúp mình cảm thấy thoải mái hơn, có việc gì cần thiết đi lại cũng dễ. Cảm giác như dịch bệnh được đẩy lùi khi những sợi dây răng, dây thép gai đã không còn. Khu vực hẻm 17 Út Tịch là một trong 32 điểm rào chắn cấp phường được Ủy ban nhân dân quận Tân Bình chỉ đạo 15 phường tháo rỡ. 21 vị trí rào chắn khác được di chuyển vào trong, thu hẹp phạm vi bảo vệ. Có 89 điểm rào chắn do người dân tự lập được gỡ bỏ từ hôm qua, các phường tiếp tục đề xuất quận Tân Bình tháo dỡ 63 điểm rào chắn để thuận lợi cho người dân đi lại. Lực lượng chức năng tiếp tục giả soát, giảm bớt các điểm rào chắn tại các tuyến đường chính, hẻm nội bộ phù hợp với công tác phòng chống dịch trong tình hình mới sau tháng 9. Theo ông Lê Hoàng Hà, Bí thư quận ủy Tân Bình, trước ngày 30 tháng 9, các rào chắn sẽ được tháo dỡ dần. Một số vị trí chốt trong địa bàn dân cư có nguy cơ cao vẫn phải duy trì để lực lượng chức năng tổ chức tuần tra. Trước đó, khi thực hiện siết chặt giãn cách theo nguyên tắc ai ở đâu ở yên đó, từ ngày 23 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh đã lập hơn 900 hàng rào chốt chặn tại các tuyến đường, tuyến hẻm để thuận tiện kiểm soát cũng như bảo vệ các vùng xanh. Các chốt kiểm soát có lực lượng công an, quân đội, dân quân trực 24 trên 24 giờ. Ngoài ra một số nơi lập hàng rào cứng, người dân không thể đi lại. Việc tháo gỡ các chốt chặn cũng được triển khai tại nhiều địa phương và sau hôm nay khi đã có quyết định chính thức là có thể mang lại sự thoải mái cho người dân ngay. Theo ông Trần Phi Long, chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 11 cho biết quận đã tháo bớt một số chốt tại các phường, đợi tới 30 tháng 9, khi thành phố có chỉ đạo chung sẽ tiến hành tháo rỡ trong một ngày là xong. Với các chốt phường do quận quản lý thì đã tháo lác đác, chốt quận do công an thành phố phụ trách thì đợi. Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cho biết, những nơi được tháo rỡ rào chắn chủ yếu là các chốt chặn hẻm, khu vực dân cư an toàn, vùng xanh trên địa bàn quận. Ngoài ra một chốt cứng tại giao lộ Phạm Huy Thông và Lê Đức Thọ, nối phường 6 và phường 7 cũng sẽ được tháo rỡ trong hôm nay. Việc tháo dần các chốt kiểm soát là tín hiệu đáng mừng từ kết quả của công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận trong thời gian qua. Việc này cũng để cho nhân dân bắt nhịp, làm quen dần với công tác phòng chống dịch theo nghị định mới. Tuy nhiên, quận vẫn đảm bảo các lực lượng tuần tra khép kín địa bàn. Bên cạnh đó, quận khuyến cáo người dân không được chủ quan, lơ là, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Song Luân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9 quận Gò Vấp cho biết, thời gian qua, việc duy trì mô hình bảo vệ vùng xanh đã đem lại hiệu quả về giảm F0, giảm lây nhiễm. Đến nay phường 9 là một trong những phường tương đối ổn định về công tác phòng chống dịch. Mặc dù đã tháo dỡ chốt nhưng tại nhiều địa phương vẫn kiểm soát người lạ vào địa phương. Mặc dù các chốt chặn đã được tháo dỡ gần hết, tuy nhiên người dân không được tự ý ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó công an thành phố Hồ Chí Minh duy trì 12 chốt ở các cửa ngõ và 39 chốt phụ cấp quận huyện còn lại. Tất cả các chốt nội đô sẽ giải tỏa. Việc kiểm soát vẫn tập trung từng bước tiến tới trạng thái bình thường mới để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân tạo ý thức tham gia giao thông an toàn, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ kiểm soát đột xuất, ngẫu nhiên trên đường. Chúng tôi đã có phương án thành lập tổ kiểm soát, việc khai báo ứng dụng vinet, lịch sử tiêm vaccine. Còn sau này, khi có áp chung thì sẽ thực hiện theo ứng dụng chung. Nếu người dân ra đường không có áp thì có thể dùng giấy chứng nhận đã tiêm chủng ít nhất một mũi, tiêm đủ ngày, ép không khỏi bệnh dưới 180 ngày. Ông Quang nói, đồng thời cho biết thêm, công an thành phố sẽ thành lập một chốt lưu động để kiểm tra và nếu cần thiết sẽ test nhanh y tế. Cũng theo ông Quang, chỉ thị mới đã nói rõ, người dân không được tự ý ra vào thành phố Hồ Chí Minh. Do đó ngành công an kêu gọi ý thức người dân, công an thành phố sẽ xử lý nghiêm việc thông chốt, người dân nên chia sẻ. Từ mai, mùng 1 tháng 10 sẽ không còn cách chốt nội thành, nhưng công an vẫn duy trì các chốt lưu động, thường xuyên kiểm tra để đảm bảo an toàn. Ngoài ra ông Quang cũng yêu cầu tất cả các cơ quan thực hiện kiểm tra người ra vào bằng mã QR và kiểm tra việc thực hiện này. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình khẳng định, việc giữ các chốt kiểm soát này nhằm tăng cường kiểm tra, đảm bảo an toàn cho người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Theo ông Bình, vì mỗi một tỉnh thành có mức độ phủ vaccine và dịch bệnh khác nhau, nên việc kiểm soát này cũng nhằm hạn chế không cho người dân tự ý đi liên tỉnh để đảm bảo sức khỏe cho chính mình. Ông Lê Hòa Bình nêu rõ, thành phố Hồ Chí Minh vẫn ưu tiên luồng xanh vận chuyển hàng hóa, còn người dân không có việc cần thiết thì không di chuyển ra thành phố. Ngoài ra theo thống kê, hiện có 3,5 triệu người các tỉnh thành trong cả nước đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Dương, Đồng Nai trong đó có 2,1 triệu người đang có nguyện vọng về quê. Việc bỏ các chốt kiểm soát cửa ngõ rất dễ lây lan dịch bệnh khi người dân ồ ạt về quê. Đối với hoạt động giao thông vận tải, kiểm soát lưu thông, thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo hoạt động lưu thông hàng hóa giữa thành phố với các địa phương được thuận lợi, đáp ứng phục vụ đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, hoạt động vận tải hành khách đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố phù hợp với cấp độ dịch bệnh của từng khu vực, địa phương theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh, đường bộ, đường thủy, đường sắt, đường hàng không theo lộ trình phù hợp với kế hoạch của Bộ Giao thông Vận tải và quy định của Bộ Y tế. Việc lưu thông liên tỉnh của các đối tượng ưu tiên, công vụ, công nhân, chuyên gia, người đi khám chữa bệnh, tổ chức vận chuyển người lao động về thành phố và các trường hợp cấp thiết theo hướng dẫn của Sở Giao thông Vận tải, hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe mô tô có sử dụng công nghệ kết nối với hành khách, shipper thực hiện theo hướng dẫn của Sở Công Thương tăng cường kiểm soát lưu thông tại các chốt cửa ngõ giáp xanh với các tỉnh. Tại các chốt kiểm soát này, tiếp tục kiểm tra phương tiện, người tham gia lưu thông bằng mã QR và các công cụ nhận diện của từng ngành, lĩnh vực, tổ chức các chốt kiểm soát lưu động trong nội thành theo tình hình thực tế, không để xảy ra tình trạng tập trung đông người và tránh ủn tắc giao thông tại các chốt kiểm soát. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn khi từng mức nới lỏng giãn cách xã hội, thành phố Hồ Chí Minh vẫn nghiêm cấm chợ tự phát. Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, về việc mở lại các chợ truyền thống, Sở sẽ làm việc với tất cả các quận huyện và thành phố thủ đức để xây dựng lại các phương án mở lại một cách an toàn. Hiện sẽ có một số địa phương như huyện Cần Giờ, huyện Củ Chi, quận Bình Thạnh đã mở cửa lại một số chợ dựa vào bộ tiêu chí an toàn. Sau 30 tháng 9, các quận huyện và thành phố thủ đức nếu mở lại chợ truyền thống sẽ phải có phương án và làm việc với Sở Công thương. Riêng chợ tự phát là nghiêm cấm mở và sẽ xử lý theo quy định nếu có vi phạm. Chợ đầu mối sẽ là nơi trung chuyển, tập kết hàng hóa. Thưa quý vị, những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh COVID-19 sẽ được Báo Sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật. Quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này, cập nhật liên tục thông tin, lắng nghe cảnh báo từ Bộ Y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng. Còn bây giờ xin chào tạm, tạm biệt và hẹn gặp lại.